quay trở lại với trận thi đấu thứ hai giữa đội tuyển Hàn Quốc và đội tuyển châu Âu. Ở thời điểm hiện tại thì đội tuyển Hàn Quốc đang dẫn 1-0 theo một cái cách mà họ vẫn thường làm với những đối thủ yếu hơn so với họ. Đã không có những bất ngờ gì cả và hy vọng là ở ván đấu thứ hai này châu Âu có thể mang đến những bất ngờ ở chúng ta để chúng ta có một loạt BO3 nó kịch tính cũng như hấp dẫn hơn. Và ở trong trận thi đấu này thì châu Âu họ chọn cho mình đội xanh, họ sẽ có quyền lựa chọn trước. Những lần cấm quen thuộc đến từ cả hai đội đó chính là Timmy cũng như là Superman. Superman trong tất cả các trận đấu từ vòng bảng đến giờ chưa một trận đấu nào ra khỏi những cái lượt cấm cũng như được xuất hiện trong những cái ngày thi đấu cả. Dễ hiểu là sau khi chuyển sang trạng thái cấm 3 thì chúng ta có quá nhiều những cái lượt cấm và Superman là một vị tướng gần như không có đội tuyển nào muốn mạo hiểm để cho đối thủ có được con mèo này cả. Và ở thời điểm hiện tại thì Omen cũng đã bị đội tuyển châu Âu khóa vào, có vẻ như họ không mặn mà với con bài này ở lựa chọn đầu tiên. Bởi nếu như lựa chọn con bài này là lựa chọn đầu tiên thì họ cũng là đội chọn trước và họ cũng sẽ không cần thiết phải cấm đi con bài này. Thì Rest cũng như Chris Lick, anh chàng này thường chơi cho mình đó một vị tướng khác có khả năng đẩy được tốt, đó chính là Lữ Bố. Chứ chúng ta ít khi thấy anh chàng này chơi vị tướng Omen, có thể như không thuận tay và họ không muốn Hàn Quốc sử dụng đó lần nữa. Nên có lẽ anh ấy đã cấm vào đó chính là Omen. Một lượt cấm mà Chaser nhưng vẫn còn đó rất nhiều vị tướng đi đường đơn nguy hiểm. Để mà nói và để mà cấm một vị tướng nhất định ở một tuyển thủ nào đó cho đội tuyển Hàn Quốc thì khá là khó, đặc biệt là Hắc. Anh chàng đi đường dưỡng cực kỳ nguy hiểm với tất cả những vị tướng đường giữa mà có thể anh ấy đều có thể chơi được. Hắc đánh được rất nhiều tướng, Rus cũng vậy, đánh được rất nhiều tướng, Zizak cũng có độ đa dạng ở khu vực trợ thủ. Có chăng thì cần có một đội tuyển gọi là xứng tầm với họ về mặt kỹ năng và sau đó thì có được những pha giao tranh thắng lợi thì mới có thể hạ gục được đội tuyển Hàn Quốc. Còn nếu như đánh với một cái thế trận như vậy thì kể cả đến đội tuyển Việt Nam của chúng ta thì cũng rất khó để có cửa trước người Hàn Quốc nếu như chúng ta cứ đánh theo một cái thế trận gọi là như được lập trình sẵn là chúng ta sẽ đánh như vậy và đội bạn sẽ đánh như vậy thì rất khó cho đội tuyển Việt Nam. Cũng giống như Đài Bắc Trung Hoa hay là những cái đội tuyển mạnh khác như Thái Lan. Nếu mà bạn ở dưới cơ, bạn cần một chiến thuật mang tính đột phá, một cái gì đó gọi là mới hơn, bạn không thể nào chơi ngang kèo meta ngay với cả đối phương được. Khi mà đối phương họ đã luyện tập các bài bản với trình độ cao hơn chúng ta rất nhiều. Những cái chúng ta cần là những quân bài mới. Và đây, đã có Manga được nhá hàng. Thật ra thì Manga lại không phải là một con bài mà tôi mong chờ, bởi Manga là một con bài cần phải kéo lết và rất rõ ràng là để đến được late game nó rất khó khi đối thủ là đội tuyển mạnh như đội tuyển Hàn Quốc. Và nếu như lựa chọn Mganga, ai sẽ là người nuôi được Mganga đến giai đoạn mà Mganga phát huy được sức mạnh? Nên nhớ Mganga ít nhất cần phải có đến 2-3 trang bị và rõ ràng không nên lựa chọn con bài này. Nhưng Grack của Memory vẫn đang chưa chứng tỏ được mình. Rồi, đã có Grack một lần nữa trong tay của Memory. Thì ở ván đấu thứ nhất Memory không thể hiện được nhiều lắm, không gần như là không một cú kéo nào trúng thì phải. Có một cú kéo vào Zizak của Châu Na mà rất tiếc lại vào Châu Na, mà Châu Na lúc đó lại có cho mình cái bật hỗn loạn, có một cái kéo vô cùng đáng tiếc. Đã không thể có những cái bất ngờ nào cả. Tôi đã mong chờ cái cú kéo đó nó rơi vào, ví dụ như là rơi vào Rush chẳng hạn, nhưng thì đã có thể trận đấu đã kéo dài hơn một chút nữa. Nhưng nên nhớ rằng Zizak là một người chơi Greg rất tốt, được thể hiện qua trận đấu ngày hôm qua. Và với việc anh ta chơi tốt như vậy thì anh ta cũng biết được mình phải làm gì để có thể hạn chế sức mạnh của Mike Greg đó. Và đó là lý do mà tại sao cú kéo của Memory chỉ có thể trúng được Châu Na mà thôi, chứ không thể trúng vào chủ lực của bên phía đội tuyển Hàn Quốc. Bởi đơn giản Châu Na sẽ đóng vai trò là lá chắn trước mặt của Rus. Và Rus cũng rất thông minh khi anh ta là người lộn bắn nhưng lại lộn ở rất xa tầm trụ. Anh ta luôn đến với tầm trụ với một cái tầm quan sát rất là rộng, thì khi đó anh ta mới đến được ở tầm trụ, chứ anh ta không hoàn toàn không có một chút nào đó gọi là liều mạng đến từ những pha lộn bắn của Rus. Vẫn là những cái tên quen thuộc. Có chăng là sự thay đổi về khu vực được đơn trong đội hình của châu Âu khi mà họ đã thay đổi lựa chọn Skirt bằng Irie. Nhưng vẫn đó là những cái ma lóc, những vị tướng như Grack và Slim. Có chắc chắn là họ sẽ khóa lại thôi. Flash hay Liliana? Đơn giản là họ đổi sang vị trí cuối cùng chọn Slim, bởi vì hình như Simo cũng chính là người chơi vị trí đi rừng. Thì đổi sang thì sẽ đỡ phải đổi lại mà thôi. Liliana tiếp tục được lựa chọn. Và kèo này thì có lẽ là kèo cửa dưới của Liliana khi mà Chrissy đang phát huy được sức mạnh rất nhiều ở trong những trận đấu vừa qua.
có nhà hàng Wiss, nhưng tôi nghĩ là sẽ không có sự lựa chọn vào vị tướng này khi mà bạn đã có cho mình một xạ thủ đi rừng rồi. Có một xạ thủ thì liệu có bất ngờ hay không? Có, mình nói rằng Iduin sẽ đóng vai trò là đi đường đơn. Thật ra thì Wiss cũng có thể đi đường đơn được, bởi vì cái chiêu cuối của con bài này có thể đép trụ rất tốt, và nó giúp cho cái quá trình đi đường của anh ta cũng sẽ bớt khổ hơn. Nhưng mà có thêm một lựa chọn AD nữa thì cũng tương đối là bất ngờ nếu như đội tuyển Hàn Quốc lựa chọn nó, và đã là chỉ còn 10 giây nữa. Nhưng một con bài quen thuộc hơn rất nhiều đã lựa chọn, đó là Lữ Bố. Lữ Bố Chaser để thay thế cho Omen khi đã bị cấm. Vậy là đội hình của cả hai bên đã xuất hiện. Nhìn tương quan lực lượng thì có vẻ như là sẽ là một cuộc đối đầu nó khá là cân, nhưng chúng ta còn tùy thuộc vào trình độ kỹ năng cũng như là chiến thuật giữa cả hai đội mà nữa. Nhưng cảm giác là đội tuyển Hàn Quốc đang đánh trên cơ hơn rất nhiều, mặc dù những con bài là không quá chênh lệch. Greg ở bên phía đội tuyển châu Âu đang không phát huy được sức mạnh, và cái sự kết nối của anh ta với con bài Slim cũng không có. Thì nếu như không có được sự kết nối đó thì cặp bài trùng lại tỏ ra vô ích, nó không còn cộng hưởng nữa. Rồi, và vừa rồi chúng ta thấy một huấn luyện viên phía châu Âu, đó chính là Violet. Anh ấy đã chuyển sang vị trí huấn luyện viên rồi, chứ không còn là người đi rừng nữa. Vậy thì chúng ta cố định rằng Simjo sẽ là người đi rừng của đội tuyển châu Âu. Nếu như đã chuyển sang vị trí huấn luyện viên thì chắc là anh ta sẽ cũng sẽ không còn quyền thi đấu nữa. Và lúc đó thì sẽ chỉ còn đúng 5 thành viên này của đội tuyển châu Âu mà thôi. Đội hình của hai bên đã có, và một sự xuất hiện của Arduin khiến cho chúng ta có một chút gọi là hứng thú hơn. Bởi vì rõ ràng con bài Arduin này vẫn mới chỉ được sử dụng thành công nhất là ở đội tuyển bên phía Trung Quốc. Còn ở trong trận thi đấu vừa qua của đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa, khi họ sử dụng Arduin thì họ cũng đã thua đội tuyển Việt Nam. Và rõ ràng Arduin vẫn đang chỉ là con bài của đội tuyển Trung Quốc mà thôi. Thì thực ra là Arduin đã được sử dụng trong cái trận đấu ngày đầu tiên thi đấu hôm nay, khi mà Singapore sử dụng, đó là đã mang lại rất nhiều những cái bất ngờ đối với cả Thái Lan. Họ đã có được một chiến thắng trước Thái Lan. Đó là một điều rất là thành công. Tuy nhiên là tôi cùng chờ xem liệu Arduin của châu Âu sẽ làm được gì. Đối phương đang đi đường vòng và có vẻ như đội tuyển châu Âu đang chưa biết điều này. Malok đã lùi về và có đến 4 thành viên cùng với Greg ở trong tay. Liệu họ có chặn đầu được đối phương không? Nhưng mà đội tuyển Hàn Quốc cũng rất nhanh chóng lùi về sau khi biết được rằng chiến thuật của mình bị phát hiện. Rất nhanh đến từ đội tuyển Hàn Quốc. Và đội tuyển châu Âu vẫn đang đi lang thang. Rồi, vậy là người đi rừng của bên phía Hàn Quốc sẽ ăn cơ bộ đỏ nhanh hơn. Như vậy là Suko, người chơi đường giữa của bên phía đội tuyển châu Âu, chưa có được cho mình bất kể một tơn lính nào, một cấp độ nào. Anh ta nhường toàn bộ tơn đầu tiên cho Malok thì phải. Không phải, hình như anh ta bị mất toàn bộ tơn đầu tiên. Đó là mất chứ không nhường. Nhưng Chaser đang gặp nguy hiểm. Lạng lách đánh võng. Nhưng đã bị kéo thành công. Nhưng cuối cùng thì lại phải lùi về, đó là đội tuyển châu Âu, khi mà khoảng thời gian đó không có thêm sát thương bồi vào và Rest cũng đã hết chiều. Đó là lý do tôi phân vân khi mà tại sao Memory đã kéo được vào người của Arduin rồi, nhưng mà Rest lại chủ động chạy về chứ không tính đánh tiếp. Hai thành viên của bên phía đội tuyển Hàn Quốc đang lừng lững kéo sang, và đó là lý do. Và khi mà Arduin yếu máu thì con bài này rất trâu, có một cái nội tại khiến cho anh ta được hồi, nhớ không nhầm là 2% máu trên mỗi đòn đánh thì phải. Và nó khiến cho Arduin lúc đó rất khó để có thể giết được, chưa kể còn có cái bút giáp nữa. Ok, đang có một chút trục trặc về mặt đường truyền. Và ở thời điểm hiện tại thì Suko có lẽ là sẽ bị thọt hơn về mặt cấp độ so với lại cả Chrissy của đối phương. Và người đầu tiên nằm xuống trong tình huống này tôi chắc chắn đó là Greg của Memory. Tiếp tục là con bài này đang không chứng tỏ được mình ở trong những trận đấu vừa qua. Malok đến và có vẻ như anh ta kéo đi được khoảng một nửa lượng máu của Chrissy. Nhưng có lẽ con rồng đầu tiên sẽ nằm trong tầm kiểm soát nhiều hơn của bên phía đội tuyển Hàn Quốc, khi ở thời điểm hiện tại thì bên phía châu Âu đang mất đi một thành viên. Rồi, rồng, có rồng rồi. Bùa xanh.
Luyện ngục rất tốt đến từ Malok. Đây là cái luyện ngục tốt đầu tiên, nhưng không có thêm sát thương bồi vào. Họ chỉ đơn giản là giữ lại được con bùa khi con bùa chỉ còn 12 máu. Rất may mắn là có thể giữ lại được con bùa. Thực ra thì Malok cũng không còn lựa chọn nào khác, anh ấy buộc phải sử dụng luyện ngục đó để giữ được con bùa xanh. Nhưng không có sát thương bồi vào. Không có sát thương bồi vào mà thôi. Và cũng không có một cú kéo tốt đến từ vị trợ thủ của mình, đó là Greg ở trong tay. Greg vẫn chưa chứng tỏ được mình, thậm chí anh ta còn chết lẻ ở trong pha thi đấu đầu tiên, khiến cho thế trận trở nên khó hơn so với thông thường đối với đội tuyển châu Âu. Rồi, chúng ta quay trở lại với trận đấu này sau khi kết thúc một cái trục trặc ban nãy. Thì hiện tại lượng tranh lệch về lượng tiền đang nghiêng về cho phía Hàn Quốc, cũng như họ đã có cho mình 2 điểm hạ gục và chưa có pha giao tranh rồng nào cả. Có lẽ lượng tiền cũng đến chủ yếu từ hai mạng hạ gục này mà thôi. Con rồng vẫn đang nằm trong tầm tranh chấp chứ cũng chưa có đội tuyển nào ăn đi nó cả. Simo đang có lượng máu tương đối thấp, và ở thời điểm hiện tại nếu như Simo muốn tham gia vào giao tranh rồng thì có lẽ là cũng sẽ tương đối khó. Đã có một chút trục trặc liên quan đến đường truyền, bởi đơn giản là trận đấu đang được diễn ra ở tại Mỹ, và rõ ràng là sự trục trặc đôi khi là không thể tránh khỏi. Rồi, con rồng dành cho phía Hàn Quốc không có một dấu hiệu nào cho thấy là đội tuyển châu Âu sẽ tranh chấp nó cả, và nghiễm nhiên nó dành cho đội tuyển Hàn Quốc. Lợi thế đầu tiên dành cho đội tuyển Hàn Quốc nó đến từ việc mà đội tuyển Hàn Quốc hình như là vừa có một mạng hạ gục thứ ba. Đúng, và có vẻ như cái mạng hạ gục đó đã khiến cho đội tuyển châu Âu không thể tham gia vào pha giao tranh chồng được đó được nữa. Slim hiện tại đã hoàn thành xong cho mình được cái kiếm truy hồn là trang bị đầu tiên, còn Violet của đối phương thì có vẻ như thông minh hơn khi anh ta đã lựa chọn xong cho mình được cái giày. Với cái giày đó thì nếu như có trúng cú kéo của Greg thì có lẽ anh ta cũng sẽ thoát chết được nhờ cái độ cơ động của mình. Còn điều cần phải chú ý hơn là cả 3 điểm hạ gục này đều dành cho Chrissy trong tay của Huck. Thế thì khó. Độ tăng tiến sức mạnh là quá lớn. Trong khi đó thì Lilana mới chỉ có cho mình cái Phượng Hoàng Lệ. Thậm chí là Lilana mất quá nhiều tân lính. Mất đi quá nhiều tân lính. Mới có cho mình một vài những cái mảnh trang bị trong... Và ở thời điểm đó thì Chrissy đã hoàn thành cho mình trang bị chính đầu tiên, đó là Trinh Ngọc Đại Pháp Sư rồi. Chúng ta vẫn thường nói là Rauriel là vị tướng lết này. Rồi thì Lilana là vị tướng lết này. Nhưng để nói là gây được sát thương khủng khiếp nếu như có được cái ngưỡng sức mạnh sớm thì phải nói đến Chrissy. Chrissy có được cái sức sát thương phải nói kinh khủng, dồn đam cá nhân cũng khủng mà gây đam ở trong combat tổng cũng rất là kinh khủng. Nếu như giữ được vị trí và nếu như có được một cái lượng đồ xanh sao, và Chrissy của Hux đang có được điều đó. Nhưng Chrissy đây vừa phải nằm xuống. Đúng. Nhưng đây là một pha lấy lại được thế trận của bên phía đội tuyển châu Âu sau một ít phút mà chúng ta không được theo dõi, thì họ có được hai mạng hạ gục. Ôi, ném lao cơ khí trượt. Ua. Và một pha kéo trượt nữa. Nếu lao cơ khí trúng thì cái kéo cũng sẽ trúng. Nhưng nếu như sự kết hợp đó trượt thì nó cũng rất dễ trượt cả hai. Đã nói rồi, đó là một sự cộng hưởng. Sun đang rất yếu máu, mặc dù có cho mình cái chiêu cuối nhưng đội tuyển châu Âu vẫn có được cho mình. Ôi, và kéo của Memory liệu có bóp thực sự Rails. Rest lại một lần nữa mắc sai lầm, bật thực cho mình cái lồng kiến lao vào giữa ba người của thành viên Hàn Quốc, trong khi đó Memory lại dùng cho mình cái kéo vào vị trí rất ngớ ngẩn. Nó quá đáng không. Cú kéo đó nó tốt và cú lao vào của Rails cũng tốt, nhưng nó không ăn nhập với nhau. Tại sao lại dướn lên như thế? Nhẽ ra cú lao vào đó đẹp và choáng được Chrissy, sau đó cú kéo sẽ chuẩn xác nhờ cú choáng đó chuẩn xác, và sau đó thì Slim đơn giản là lém lao cơ khí vào và đơn giản là kết thúc được mạng của Chrissy mà thôi. Nhưng đây một pha dưới là người của Sun, và sau đó thì Rest gần như là bí, là nhỉ? kiểu là không biết phải làm gì, không biết phải làm gì, bí bật cho mình cái long kiếm, nhưng còn sức sát thương dưới sức sát thương của Huck là quá lớn. Lúc đó là bật long kiếm trong trạng thái là bây giờ là quắn không, rồi không quắn, biết phải quắn, làm gì nữa rồi, phải rất chạy, đáng tiếc. Và đó là sự kết hợp của một đội tuyển có thể nói là không có được sự ăn ý hơn, và họ đã thất bại trong pha giao tranh đó. Nếu như để ý kỹ thì Rush đã kịp dùng cho mình cái chiêu 1 để lộn qua tường. Rest định lao hẳn vào người để bắt vào Rush chứ không phải là Sun. Tôi nghĩ rằng anh ta lao vào càng nhiều mục tiêu càng tốt. Đúng. Tức là anh ta sẽ đứng ở giữa hai mục tiêu, nhưng cuối cùng thì anh ta không có gì cả, không có cả hai mục tiêu đó luôn. Một cú kéo hú họa nữa và tiếp tục nó lại trượt. Trong một lần hiếm hoi anh ta kéo có thể nói là tỏa sáng, thì lại là một cú kéo
bóp đồng đội của mình, khiến cho đồng đội của mình có một pha lao vào nhưng không thể sử dụng long kiếm được, và sử dụng cái long kiếm chỉ đơn giản là cho vui mà thôi. Rồi Chaser chặn lính ở giữa, định hút vào người của Rislik luôn. Sợ gì đâu, cậy quay lại lùa. Rồi hai con trâu bò đánh nhau, bao giờ mới chết được đây. Nhưng chúng ta hãy cùng hướng đến cái pha giao tranh tiếp theo đi. Để mà nói thì đội hình, cái cách đánh của người châu Âu, tôi đang cảm thấy là họ đánh nó không có nhiều toan tính, đánh rất bản năng. Đây, một cú kéo đến từ Memorai, có bất ngờ nào không? Mưa sao băng được bật, nhưng Ras đã hạ gục được Suko rồi. Săn tốc biến lao vào trong, có bắt được Memorai không? Memorai đã phải nằm xuống. Rest đến cái việc cứu vớt được, có luyện ngục đến từ Grizzly, rất đau, di rất chưa phải nằm xuống cả. Săn bật cho mình cái xích thố, nhưng Airi đã kịp long kiếm và hạ gục được một bạn. Tiếp theo những pha tranh dài hơi, có cái lao cơ khí nhưng không trúng vào người của Rush. Điểm siêu việt dành cho Rush, hạ gục được Malok và có cho mình combo xoay của đối phương luôn. Như vậy người duy nhất phải nằm xuống trong tình huống vừa rồi là Zizak mà thôi. Và họ cũng vẫn chưa mất đi cái trụ đường giữa, mặc dù nó chỉ còn một chấm máu mà thôi. Ở trong tình huống vừa rồi thì tiếp tục một lần nữa chúng ta nhìn thấy được sự kết hợp nó không hoàn hảo giữa Slim và Greg. Greg trong một lần hiếm hoi nữa anh ta tỏa sáng khi kéo lại được Hắc ở khu vực đường trên, nhưng đơn giản là Slim ném giáo khi mà Chrissy đã tốc biến đi mất rồi. Nhưng đó là một pha luyện ngục đẹp của Rislik. Luyện ngục thì nó tương đối đẹp, nhưng cái quan trọng là lúc đó thì đội tuyển châu Âu cũng đã mất người. Và cái thứ hai nữa là thành viên áp sát được đó là Res cũng chỉ có thể kết thúc được một thành viên yếu máu của đối phương là Zizak mà thôi. Còn lại thì thế trận vẫn là nằm trong tay của đội tuyển Hàn Quốc. Ở thời điểm hiện tại họ đang chênh lệch so với đối phương đến 4.000, gần 4.000 tiền, 3.500, và thế trận cũng đang nằm trong tay của họ. Rồi, đúng là đội hình thì rất tốt, nhưng mà cách phối hợp với nhau thì không tốt tí nào cả, rất hổ báo. Cái long kiếm vừa rồi rất đẹp, nhưng Zizak là người chiến thắng với cái vực hỗn loạn của mình chứ không phải là Res. Và tiếp theo có lẽ sẽ là một pha ép trụ đường kinh công. Cái trụ đang bị bảo đi rất nhanh, Res phải nằm xuống quá nhanh khi không có long kiếm trong tay. Memory cũng phải nằm xuống khi chưa kịp bật cho mình cả cái chiêu cuối. Ở đường giữa thì lính đang tràn vào với cả 5 thành viên. Có lẽ đội tuyển Hàn Quốc cũng sẽ kết thúc nhanh cái trụ này trước khi đến với con bùa xanh cũng như con kinh công ở trong trận thi đấu này. Rizik nên về đi, nên về. Wow, crazy. Rất nhiều sát thương. Tôi đã cứ nghĩ là nó lại là một pha luyện ngục nữa đến từ Malok, nhưng mà không. Ra là chết đấy. Ra là chết đấy, tốt nhất là đừng. Chrissy đang lên full sát thương. Và người đáng chú ý nhất ở trong trận thi đấu này phải là Rush. Anh ta đang có được quá nhiều trang bị, và đó là những trang bị tấn công. Và nên nhớ sau khi hoàn thành xong nốt cái thánh kiếm nữa thì đam của Rush gần như là hack đam. Nếu chúng là một thành viên yếu, gọi là ít máu của bên phía đội tuyển châu Âu như Slim, như Liliana, thì tôi nghĩ rằng một đam có thể kéo đến 2/3 lượng máu của một vị tướng. Rất kinh khủng. Rồi, đó là câu chuyện khi mà Violet hoàn thành xong cho mình đó là cái thành kiếm. Nhưng đội tuyển Hàn Quốc có định dình vào con kinh công không, hay họ sẽ nhử con kinh công này để làm mồ chôn sống tất cả thành viên của đội tuyển châu Âu? Rất khó khăn trong việc phải lựa chọn nên lên con kinh công khi không có tầm nhìn, hay nên thủ khi mà Lữ Bố đang tỏ ra rất khó chịu khu vực đường dưới. Trong cái khoảng thời gian đó thì đơn giản là Violet farm đi nhanh cho mình con rơi cũng như con bùa, và bây giờ anh ta tiến sang phần rừng của đối phương với 2 bùa cùng với cả bùa lợi rơi là 3 bùa trong tay. Bây giờ họ ăn kinh công trong khi đối phương đã phải lùi về sau khi không thể đẩy lính trong những pha rình rập vừa rồi. Chắc chắn. Quá đơn giản. Chắc chắn con kinh công, đúng, và con kinh công dành cho Hàn Quốc có thể, như châu Âu sẽ không trụ được qua cái cơn bão này khi mà những cái lượt lính đến từ đường trên đang có xe rồi. Trụ kiểu gì? Trụ vẫn sẽ lại là Violet lộn bắn để lấy đi khoảng một nửa cái máu của cả hai cái trụ đường giữa. Tôi nghĩ sao có luyện ngục đường trên. Tôi tin rằng sẽ là lấy đi một nửa cái máu của đường giữa và đường trên như lập trình như bản đầu trước. Sau đó thì kể cả gần hết con kinh công, họ bất chợt lao vào với việc là tơn lính đến và lấy đi thẳng vào một đường của đội tuyển châu Âu. Quá đơn giản đúng không? Đó là một đánh quá đơn giản. Và Malok có lẽ luyện ngục để bỏ chạy, và anh ta bỏ chạy thành công cho tình huống này. Cái trụ đường trên sẽ bị uy hiếp ngay sau đây khi Malok không còn luyện ngục. Rush đang đến, anh ta vẫn được bảo bọc rất tốt đến từ vị trí của Chao Na. Và cái
máu trụ đường giữa chắc chắn rồi, mất đi một nửa. Cái máu trụ ở bên phía của một đường giữa thì khác, nó mất đi cùng với cái mạng của Res, và tiếp tục là Suko, tiếp tục là Malok, và chỉ còn hai thành viên nữa. Lấy gì để thủ trụ? Kéo được một thành viên và hình như không kịp hạ gục nó. Không có điểm hạ gục, không kịp hạ gục. Nhanh như The Flash. Nhanh. Rồi, vậy là đã có chiến thắng 2-0 dành cho Hàn Quốc. Đơn một ngày thi đấu khác đơn giản hơn rất nhiều so với ngày thi đấu đầu tiên. Vậy là Hàn Quốc sẽ trở thành đại diện đầu tiên của bảng C góp mặt ở vòng tứ kết. Và họ sẽ có cho mình ở vị thế đó chính là nhất bảng. Khi đã có mình 2 trận thắng rồi. Và như vậy là đã có được vị trí, tức là bảng đấu thứ 2 xuất hiện là được đội tuyển, chắc chắn sẽ là đội tuyển đứng đầu, đó là đội tuyển Hàn Quốc sau đội tuyển Thái Lan. Còn ở như bảng đấu của đội tuyển Việt Nam thì vẫn chưa thể biết chắc chắn được rằng đội tuyển Việt Nam hay đội tuyển dây team sẽ là đội tuyển đứng đầu. Thực ra thì chúng ta vẫn còn một hy vọng, đó chính là khi Indonesia hạ gục đội Đài Bắc Trung Hoa tỷ số 2-0. Đó chính là nhưng lý tôi do nghĩ mà. Là cái trường hợp đó nó sẽ vô cùng khó khăn, và chúng ta nên chấp nhận rằng là chúng ta sẽ ở vị trí thứ hai và cần thời gian tập luyện cũng như chiến thuật tốt hơn để có một mình có màn thể hiện tốt nhất ở vòng tứ kết. Nên chuẩn bị sẵn tinh nên chuẩn bị sẵn tinh thần bởi đi. Vì đó là dây team của lối đánh không khác gì đội tuyển Hàn Quốc cả. Họ không mấy khi để cho những đội tuyển yếu có được bất ngờ. Nếu như đó là đội tuyển Thái Lan, tôi nghĩ rằng còn có bất ngờ, bởi vì đội tuyển Thái Lan dù sao thì nó vẫn đánh theo kiểu gọi là giao tranh nhiều hơn và tấn công sòng phẳng hơn. Nên tôi nghĩ là trong cái kèo Đài Bắc Trung Hoa này thì có một số đội tuyển ở hạt giống số 2 như kiểu như đội tuyển chúng ta chẳng hạn, hay đội tuyển Thái Lan quay cạc thì còn có cơ hội để làm nên kỳ tích. Nhưng tới cả Indonesia thì có lẽ như là họ đã nằm trong cái bản đấu nó quá khó với họ rồi. Khi mà hai đối thủ Indonesia đồng ý là họ có sức mạnh vượt trội, nhưng mà việc mà họ để thua rất nhiều trận đấu trong bootcamp đã khiến họ không có được thứ hạng tốt và đã phải nằm trong cái bảng đấu nó quá khó. Đài Bắc Trung Hoa và Việt Nam, thật ra thì chưa bao giờ Indonesia được đánh giá cao ở trong một giải đấu của Liverpool Mobile cả đến thời điểm hiện tại. Đây là tình huống đầu tiên mà Greg bị nằm xuống, còn đây là những tình huống tiếp theo khi mà cái trận đấu bị tạm dừng. Đã có cú kéo tiếp theo trúng được nhưng nó lại tiếp tục vào zigzag và đơn giản là khiến cho đồng đội của anh ta lao ra và chết thay mà thôi. Trận đấu kết thúc một cách đơn giản là nó vốn dĩ nó thuộc về đội tuyển Hàn Quốc. Khi đội tuyển châu Âu vận hành thực sự là không tốt, nó không có một cái sự ăn khớp, một cái sự gọi là nhất quán giữa những chiêu thức của nhau. Đánh đây rất là bản tình năng. Huống hiếm hoi nữa mà tôi nói rằng Malok luyện ngục đẹp thì chỉ còn 3 thành viên yếu máu và không thể tham gia giao tranh được nữa. Khác với những cái cú kéo mà chúng ta từng thấy những cái đội tuyển châu Á, thì những cái cú kéo của châu Âu như kiểu để một là để check tầm nhìn, hai là những cú kéo vu vơ, những cái cú ném lao cơ khí nó rất là vu vơ mà thôi, không có sự ăn nhập giữa các thành viên. Đó, cú kéo thành công thứ hai trong trận đấu và đó cũng là cú kéo cuối cùng trận đấu mà. rất đáng tiếc cho đội tuyển châu Âu, nhưng như vậy là họ hình như họ cũng đã biết trước được rằng họ rất khó để thắng ván thi đấu này, và họ cũng có cái bộ mặt nó cũng không quá là ủ rũ, bởi vì có lẽ đối mặt với một đội tuyển đầu bảng như vậy thì cũng rất khó cho họ, và có lẽ cơ hội cho họ chỉ là quyết định ăn thua với ván đấu với đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa quay cả mà thôi. Nhưng mà cái ván đấu đó cũng là một ván đấu vô cùng khó khăn đối với cả châu Âu. Khó khăn. Cực kỳ khó khăn, đây là một cái cửa có thể nói là hơi hẹp rồi. Và đây là thông số của trận thi đấu, rất chênh lệch. Đội tuyển châu Âu có lẽ điều duy nhất họ làm chỉ là có được một trụ của bên phía đội tuyển Hàn Quốc mà thôi. Chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi để đến với trận thi đấu cuối cùng ở trong ngày thi đấu hôm nay. Và có lẽ nó cũng sẽ quyết định một phần cái kết cục của bảng thi đấu cuối cùng là bảng D. Trận thi đấu cuối cùng là trận đấu giữa Trung Quốc và Thái Lan quay cả. Xem Trung Quốc hay Thái Lan quay cả sẽ là đội tuyển đứng đầu bảng ở bảng đấu đó. Và chúng tôi sẽ quay lại sau một ít phút nữa.